Xin chào các bạn. Đường cao tốc Láng Hòa Lạc được đổi tên thành Đại lộ Thăng Long vào năm 2010. Có chiều dài 30 km, điểm đầu là Vành Đai 3 Hà Nội tại nút giao Trung Hòa và điểm cuối là Hòa Lạc giao cắt với quốc lộ 21. Chiều rộng tuyến đường là 140 m, bao gồm 2 giải đường cao tốc và 2 giải đường đô thị. Đại lộ Thăng Long được xem là cung đường hiện đại nhất Việt Nam, với vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối các tuyến đường, các tỉnh và các khu công nghiệp, đô thị vệ tinh. Đại lộ Thăng Long đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Đại lộ được đưa vào hoạt động vào tháng 10 năm 2010 nhân dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra còn có các hạng mục kỹ thuật đồng bộ theo đường, gồm tuyến đường sắt trên cao theo quy hoạch đặt tại giải lưu không giữa đường cao tốc và đường gom. Đây là đường cấp 1 đồng bằng thiết kế cho xe chạy với vận tốc từ 80 đến 100 km/h. Lưu lượng thông xe từ 1.500 đến 2.000 xe một ngày đêm với quy định về tải trọng tối đa cho xe tải là 30 tấn, tải trọng tối đa cho xe bánh xích là 80 tấn. Tuy nhiên, Đại lộ Thăng Long vẫn chưa thể phát huy hết tiềm năng kết nối giao thông với các tỉnh, đặc biệt là thông thương với tỉnh Hòa Bình. Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2023 tại huyện Thạch Thất, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng thành phố Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình. Dự án có chiều dài khoảng 6,7 km, mặt cắt ngang 120 đến 180 m. Điểm đầu kết nối với nút giao Hoa Thị giữa Đại lộ Thăng Long với quốc lộ 21 tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất. Điểm cuối kết nối với giao tốc Hòa Lạc, Hòa Bình tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất. Tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hòa Lạc, Hòa Bình có tổng mức đầu tư là 5.249 tỷ đồng. Dự án được lên kế hoạch hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2026. Phía trước chúng ta chính là điểm đầu kết nối với nút giao Hoa Thị giữa Đại lộ Thăng Long với quốc lộ 21. Trên tuyến có 4 công trình cầu vượt sông, đường ngang và 5 công trình hầm, trong đó bao gồm một hầm chui trực thông dọc tuyến chính phục vụ thành phần đường cao tốc và 4 hầm chui dân sinh ngang đường. Tổng mức đầu tư là 5.249 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn ngân sách thành phố và trung ương hỗ trợ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2026. Dự án cũng được kỳ vọng cải thiện điều kiện khai thác, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối các tỉnh phía Tây Bắc với thủ đô, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, là động lực phát triển đô thị vệ tinh Hòa Lạc và chuỗi đô thị vệ tinh phía Tây, hình thành điều kiện đáp ứng hạ tầng kỹ thuật giao thông thành phố phía Tây trong tương lai. Và điểm cuối cùng của tuyến đường chúng ta quan sát là ngã ba cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Vừa rồi, chúng ta vừa quan sát tuyến đường Đại lộ Thăng Long kéo dài, chuẩn bị đi vào thi công. Hy vọng việc triển khai thi công tuyến đường đúng tiến độ, góp phần phát triển kinh tế thủ đô, qua đó góp phần phát triển kinh tế đất nước. Đến đây, video của chúng ta đã kết thúc. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy để lại nút like, share và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi được các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!